câu nói bất hủ của một ông thầy mà các bạn chú ý là các bạn biết đó: tha thứ, chia sẻ và yêu thương. Chỉ cần ba yếu tố thôi là các bạn có thể là thành chánh quả các bạn, chánh quả. Đó, do đó là mình nên khách quan với vấn đề, mình đừng suy nghĩ một cách tiêu cực, hãy tạo cho mình một cái năng lượng tích cực về một vấn đề đó. Các bạn hãy vui vẻ một vấn đề đó, hãy nhìn nhận với một con mắt khách quan, vui để cuộc sống thêm vui. Chứ người ta cũng nói là người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Đó, do đó mình không nên đem một cái tư duy ảm đạm, một cái tư duy tiêu cực vào bất cứ một vấn đề gì cả, nó hỏng hết các bạn. Bất cứ cái gì nó cũng hỏng hết trơn các bạn, nó hỏng hết. Tư duy không vững vàng, ai nói gì mình cũng nghe, sự việc chưa tới đâu, ai đăng gì mình cũng tin sái cổ. Tin sái cổ là không được đâu các bạn, trong cuộc sống mình tin sai con không được. Đây chỉ là những bản tin thôi, chứ thực tế trong quá trình đi làm và sinh sống nó còn nhiều vấn đề khác nữa mà với con mắt của mình phải nhận định một cách nói chung là sáng suốt, thông minh. Đó, trong cái tư duy tích cực thì các bạn sẽ có một cái năng lượng tích cực, lối sống rất là vui. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào mình cũng hết sức bình tĩnh để xem xét. Đó. Thì mình có ghép nhiều cái video vô cái bình luận của mình để các bạn biết cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Các bạn thấy đó, nụ tầm xuân đó các bạn, sắp tới Tết các bạn. Nên mình nên suy nghĩ về người thân, về gia đình mình nhiều hơn. Chuyện thế sự mình cũng biết để biết trong thời điểm đó có một sự kiện đó xảy ra, nhưng các bạn nên tập trung vào cái gia đình mình là cái cốt lõi trong cuộc sống. Đừng vì chuyện bàng quan thiên hạ mà quên mất cái việc của mình. Các bạn thấy không, mai giờ này nở hết trơn, nở thấy mùa xuân đó các bạn. Đây là tấm hình mình chụp cây bàn đó các bạn. Cây bàn nó chỉ có một cái lá thôi, bây giờ mình quay lại thì cây bàn đã xum xê lá các bạn. Sức sống rất là mãnh liệt các bạn. Không có ai mà khi mà vào một con đường bất lợi thì họ phải sống lên, họ sống mạnh liệt lên. Quay lại cái vấn đề mà nãy giờ mình lần đó là vấn đề rất là vui các bạn. Cái thời hiệu theo sự phân tích của anh luật sư là cái thời hiệu, cho dù diễn đó trong quá khứ nhưng cái thời hiệu thi hành đã hết rồi các bạn, không có gì mà để liên tiếp. Và các bạn cũng đừng nên, nói chung là giao sự kiện này cũng đừng nên mới móc quá khứ của bất kỳ ai trên các bạn. Tại vì cái đó nó đụng chạm vào chuyện đời tư của người khác, và chuyện đời tư này có thể là gây ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của họ. Bây giờ họ tốt, quá khứ họ sai lầm như thế nào đó, thì mình hãy tư duy tích cực lên, đừng có suy nghĩ về cái cũ mà xin cái mới. Cái mới này nó tích cực với mọi người, giúp mọi người mà vui vẻ hơn, sung sức hơn, tươi vui hơn. Tại sao mình không đón mà mình ngã lòng ra mình đón nhận nó, mà mình suy nghĩ về cái quá khứ làm gì? Cái này là mình nói chung với tất cả mọi người, chứ không phải là nói riêng về một cá nhân ngay đó. Mình đừng có cái kỳ thị rồi mà móc đời tư ra, rồi mình nói này nói nọ để mà thêm một cái gì đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là thông tin đưa lên là phải bàng quan. Ai cũng có thể bình luận về cái thông tin đó, chứ mình không thể nào đứng nghiêng về một phía các bạn. Mình chỉ là một cái người đi xem phim thôi. Mình có thể bày tỏ cái cảm xúc mình với cái bộ phim đó. Tôi thích cái nữ diễn viên chính đó như thế này, tôi không thích cái anh kia tại anh kia như thế này thế nọ đó, thì mình có thể là bình luận đó thôi. Nhưng mà các bạn đừng có ví dụ như mà vì người này mà bỏ người kia, vì người kia bỏ người này, để cho nó loạn lên hết, cái thông tin nó nhiễu loạn lên hết. Ok, đó là thông tin thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai á, mình muốn đề cập ở đây là cái việc cái về cái thách thức tranh hài các bạn. Lâu quá rồi mình cũng đang cố gắng tìm hiểu xem cái thứ tư hàng tuần này, đặc biệt là Noel này,
thì các cứu tiểu mà mùa trước đấy có giật được cái giải quán quân không, cái tiết mục này có bị cắt không, thì mình sẽ tìm hiểu thêm trên mạng và mình sẽ đưa thêm nhiều cái nhận định, cái bình luận. Các bạn hãy nhớ lắng nghe nhé. Thì nói chung là chỉ còn có một ngày nữa thôi là tới Noel rồi, thì mọi người cũng nên thông thả cái cuộc sống, suy nghĩ lại chín chắn hơn, lo cho gia đình mình nhiều hơn, đặc biệt là lo về các thành viên nhỏ trong gia đình để cuộc sống thêm tươi vui hơn. Thì mình cái video mình thể hiện là về cuộc sống tươi vui, về đi đâu cũng phải nhớ về nhà gia đình là tổ ấm của các bạn. Tin thế sự mình cũng phải theo dõi để biết để yêu thương hơn, để có những cái nhận định tốt hơn. Video này đã xin kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin này. Xin trân trọng kính chào.